Xin chào cả nhà mình, một tin vui cho những bạn đang muốn ăn xanh và đang muốn ăn chay. Các bạn ăn như thế nào để các bạn không cảm thấy hiện tượng là bị thiếu chất, không cảm thấy bị hiện tượng bị mệt mỏi, không cảm thấy hiện tượng bị thừa cân? Thì trong cái quyển sách ăn chay healthy không lo thiếu chất, Emma có hướng dẫn các bạn. Thứ nhất đó là 15 bước để các bạn chuyển sang từ một chế độ ăn có thịt cá trở thành một chế độ ăn xanh lành mạnh mà các bạn sẽ không hề có một số những cái phản ứng phụ nào, và đặc biệt là cơ thể của các bạn sẽ rất tràn trề năng lượng. Trong thông tin ở số trang, các bạn xem ở trang 84 quyển sách ăn chay healthy không lo thiếu chất, Emma sẽ đọc 15 bước này. 15 bước này nó cũng là hành trình và kinh nghiệm của Emma sau khi mà nghiên cứu về chủ đề ăn chay, và mình đã đưa ra những cái kinh nghiệm thực tế vào đây để giúp cho mọi người đạt được kết quả tốt nhất. Thì bây giờ em xin đọc những 15 bước một cách tóm tắt để mọi người hãy cố gắng áp dụng và tin rằng 15 bước này sẽ giúp cho các bạn ăn chay một cách dễ dàng, được không ạ? Bước đầu tiên, khi mà chúng ta chuyển đổi sang chế độ ăn chay, ăn thuần thực vật, chúng ta nên thay đổi từ từ. Cái này nó quan trọng lắm, bởi vì chúng ta đang ăn quen một chế độ ăn rất là nhiều thịt cá, mà bây giờ chúng ta không ăn thịt cá mà chúng ta vội ăn xanh luôn, thì chúng ta sẽ có hiện tượng là khủng hoảng thèm ăn trong tương lai. Do đó là chúng ta cứ giảm bớt các bữa ăn thịt cá của mình đi, tăng các bữa ăn xanh, gọi là phương pháp thay đổi từ từ. Đấy là bước đầu tiên. Cái bước thứ hai mà chúng ta cần áp dụng là chúng ta hãy cố gắng ăn ít nhất một bữa ăn trong ngày là một bữa ăn rau củ quả tươi sống, là bữa ăn thuần thực vật. Đấy ạ. Bởi vì chúng ta muốn thay đổi được thói quen thì chúng ta phải có một cái thói quen mới vào. Thì cái thói quen mới đó nó mới giúp cho chúng ta làm sao hình thành được những cái thói quen mới trong tương lai, đúng không ạ? Nên cố gắng mỗi ngày ít nhất một bữa ăn rau củ quả thực phẩm tươi sống. Đấy. Cái thứ ba mà khi mà chuyển sang phương pháp ăn chay healthy, chúng ta hãy ăn đa dạng các loại rau củ quả ngũ cốc và ăn bảy sắc cầu vồng. Cái này rất quan trọng, bởi vì hầu hết những người ăn chay mà ăn không đúng là mọi người ăn thiếu chất và mọi người ăn rất là đơn điệu. Ví dụ như là ăn toàn mỗi đậu phụ, hay là ăn mỗi vài một số loại rau, hoặc là chế biến không còn lại hàm lượng giá trị dinh dưỡng. Cho nên là rất nhiều người ăn chay nhưng họ vẫn bị thiếu chất và bị mắc bệnh. Cho đó là chúng ta hãy làm sao ăn đa dạng rau củ quả ngũ cốc. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư, khi mà chuyển sang phương pháp ăn chay healthy mà em mà hướng dẫn, đó là chúng ta phải giảm ăn mặn. Đấy, chúng ta biết rằng nguy cơ mắc bệnh liên quan đến ung thư, tim mạch, tiểu đường, đấy, bệnh thận của chúng ta ngày càng gia tăng do chế độ ăn của chúng ta bây giờ có quá nhiều gia vị ỏm giả, mà đặc biệt là quá nhiều muối, nên chúng ta phải giảm ăn mặn, được chưa? Cái thứ năm, đó là chúng ta phải giảm ăn các loại tinh bột trắng, thay thế bằng những cái loại tinh bột chuyển hóa chậm hơn, giàu chất xơ hơn. Ví dụ như là ăn gạo trắng thì chúng ta thể thay thế bằng những bữa ăn liên quan đến gạo lứt hoặc các loại đậu, đỗ, ngũ cốc, nó sẽ tốt cho hơn cho chúng ta về đường tiêu hóa, về lâu về dài. Đấy. Cái thứ 6 là khi mà chúng ta ăn chay, chúng ta hãy cố gắng là không nên gọi tên các món là giả động vật. Ví dụ như là thịt bò chay, sườn chay, tôm chay. Thì thực ra Emma cũng hiểu đối với những người mới đầu ăn chay, họ vẫn gọi tên những cái món giả chay để họ có cảm giác là họ vẫn được ăn thịt. Thế nhưng mà về lâu về dài, bởi vì chúng ta đang muốn ăn chay có rất nhiều cái nguyên nhân. Có một số người ăn chay để tâm mình nó thanh tịnh, cũng không muốn liên quan đến động vật nữa, thì họ sẽ không muốn là gọi những tên những cái giả chay. Đấy. Còn nếu như các bạn muốn gọi tên những cái giả chay mà các bạn muốn ăn chay lâu dài thì cái hành trình của các bạn hơi khó một chút, bởi vì trong đầu các bạn nó vẫn còn tư tưởng những cái món đó. Cho nên các bạn hãy cố gắng là hạn chế, không nên gọi những cái món giả chay. Cái thứ 7 là hạn chế các món giả chay thay thế chế biến sẵn. Cái này là cái mà Emma nhìn trên thị trường của chúng ta, thấy rất nhiều người ăn chay nhưng mà toàn ăn những món giả chay chế biến sẵn, không còn hàm lượng giá trị dinh dưỡng nhiều. Chính vì thế mà chúng ta ăn vào, chúng ta ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của chúng ta. Đấy em, các bạn cứ để ý các bạn ăn những cái món mà nó là tinh bột nhiều, những cái món giả chay đấy đã qua chế biến công nghiệp sẵn rất là nhiều rồi, các bạn ăn vào các bạn luôn có hiện tượng là đầy bụng, trướng bụng và táo bón. Cho nên các bạn muốn ăn thì các bạn nên hạn chế, không nên ăn những cái món chế biến sẵn đó nhé. Cái thứ 8 đó là giảm chế biến nhiều dầu mỡ. Đấy chính là cái lý do tại sao rất nhiều người ăn chay, họ ăn rất nhiều những cái món dầu mỡ, là họ xào, họ chiên rán rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta đang muốn ăn để cải thiện sức khỏe và cải thiện là bệnh tật của chúng ta thì chúng ta phải giảm dầu mỡ. Kể cả mà ăn chay mà ăn nhiều đồ chiên rán, chúng ta vẫn mắc bệnh như bình thường. Bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, bệnh cholesterol, bệnh liên quan đến béo phì vẫn rất nhiều. Cho nên chúng ta phải giảm đồ chiên rán nhiều dầu mỡ nhé. Cái thứ 9 là uống đủ nước trong ngày và luôn có hoa quả và các loại hạt ăn vặt. Vì đây là một cái lý do mà người ăn chay họ nói là họ hay bị cảm thấy đói nhanh.
Bởi vì làm sao? Thứ nhất là họ nghĩ là họ ăn chưa đủ, ăn toàn mỗi rau, cho nên là họ nghĩ là họ sẽ phải làm sao? Không thiếu chất. Nhưng mà nếu như trong ngày các bạn uống đủ nước, các bạn luôn có các công thức liên quan đến sinh tố, nước ép hay là các loại hạt, sữa hạt hay là các bữa ăn hoa quả ăn phụ, các bạn hoàn toàn không bị đói, được không ạ? Mà các bạn rất nhiều tràn trề năng lượng. Do đó là cái thứ 9 rất là quan trọng, các bạn nhớ nhé. Cái thứ 10 để giúp các bạn có thể ăn chay một cách dễ dàng, đó là các bạn khi đã quen rồi thì các bạn đừng nghĩ về đồ ăn thường xuyên. Đồ ăn thường xuyên có nghĩa là những cái đồ ăn liên quan mà mình đang quen, thịt cá chiên rán nhiều, đừng nghĩ về nó. Thay thế đó bằng các bạn làm những cái việc khác, được không ạ? Các bạn có thể ra ngoài các bạn làm hoặc là quên nó đi thì các bạn sẽ không. Và nếu như mà khi mà chúng ta nghĩ về những đồ ăn thường xuyên là có nghĩa là cơ thể của chúng ta đang bị đói. Bị đói thì mới nghĩ về nó thường xuyên, được chưa? Thì đấy là một số những cái lưu ý. Cái 11 rất là quan trọng, đó là không ức chế bản thân. Nếu như các bạn muốn ăn thịt một thời gian sau khi các bạn ăn chay, cái này là nó xảy ra rất là bình thường đối với những người đang chuyển từ phương pháp ăn thịt sang ăn chay. Và nó cũng xảy ra với Emma, đó là khi mà đang ăn thịt một thời gian sang chuyển sang ăn chay, tự dưng mình thèm các món ăn thịt lắm đấy ạ. Và mình có ăn lại đấy ạ. Và khi mà mình ăn lại thì cái cảm giác ăn thịt của mình nó không được như ngày xưa nữa, nó không cảm thấy ngon, nó không cảm thấy thích thú như ngày xưa, và tự dưng mình lại không muốn ăn thịt nữa đấy. Và khi mà các bạn có cái sự ức chế và thèm ăn, các bạn cứ thử ăn đi. Nhưng mà các bạn ăn, các bạn sẽ thấy có cái cảm giác không ngon. Và khi mình ăn cái gì đó mà nó không ngon, chắc chắn là mình sẽ không muốn ăn nó lại, được không ạ? Và có một cái điều đặc biệt nữa, đó là khi mà các bạn lâu rồi các bạn không ăn thịt cá, những cái món đấy, các bạn ăn lại các bạn sẽ thấy có một cái vị đó là tanh tanh. Đấy, các bạn sẽ không muốn nó nữa. Thì nó rất là kỳ diệu, các bạn cứ khám phá nhé. Cái 14 rất là quan trọng là không để bụng đói khi đi chợ dự trữ đồ ăn. Đúng rồi, đấy là cái này rất là quan trọng đối với người ăn chay. Chúng ta đang muốn để thử thách bản thân một tháng được ăn chay nghiêm túc, mà chúng ta đi chợ mà chúng ta bụng chúng ta đói, kiểu gì chúng ta cũng thèm những cái món trong quá khứ chúng ta hay ăn, là chúng ta sẽ mua. Do đó là chúng ta hãy làm sao luôn để cho mình trong một cái bụng cảm thấy thật sự là thoải mái, không bị đói, được chưa? Rất là quan trọng nhé. Cái 15 đó là chúng ta muốn để làm sao thử thách bản thân tốt, chúng ta phải tham gia các cộng đồng ăn chay đấy. Và tham gia các thử thách ăn chay thì chúng ta mới có cái sự thích nghi và thói quen, thì chúng ta mới rèn cho cơ thể của mình được. Thì đấy là 15 cái hành trình để giúp các bạn từ một người muốn ăn, đang ăn thịt, trở thành một người ăn chay một cách dễ dàng và khoa học. Thì trong cái quyển sách ăn chay healthy này, Emma có nói rất là chi tiết. Anh chị em mình, những ai chưa có sách thì mọi người có thể nhắn tin, em gửi link cho anh chị em mình có thể mua tại Tiki, Shopee hoặc các hiệu sách. Và hy vọng rằng với cái 15 bí quyết rất là quý giá này, anh chị em mình sẽ hoàn toàn sẵn sàng để trở thành một người sẽ có những bữa ăn chay rất là tuyệt vời. Hoặc biết đâu chúng ta lại có cơ duyên trở thành một người ăn chay healthy, đúng không ạ? Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà mình.